Bạn chưa từng sử dụng công nghệ chẩn đoán, bạn đang băn khoăn không biết tìm máy chẩn đoán nào, hay bạn đang tìm hiểu thiết bị chẩn đoán thông minh nhưng chưa biết cách làm sao tải phần mềm, bạn đang sử dụng máy chẩn đoán nhưng mà cần công cụ hỗ trợ, thì video này dành cho bạn. Xin chào mọi người, mình là Nhung, chào mừng mọi người đến với OBD Việt Nam. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách để cài đặt phần mềm FOBD lên chính chiếc điện thoại của mình. Và ngay bây giờ cùng bắt đầu nào. Đầu tiên, anh em cần nắm rõ thông tin này, phần mềm cài đặt FOBD phù hợp cả trên điện thoại hệ điều hành Android và iOS. Mọi người hoàn toàn có thể tự cài đặt phần mềm về và tìm hiểu công nghệ chẩn đoán dành cho mình nha. Đến từ nhà sản xuất FK cùng với những dòng máy khác dành cho xe tải hạng nặng, máy công trình, xe đầu kéo như là FK F7SD thì thiết bị chẩn đoán thông minh mini có điểm gì vượt trội đặc biệt mà được anh em tin dùng và sẵn đón đến vậy? Là được hơn 40 dòng xe, tự động kết nối Bluetooth, sử dụng bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, phù hợp cả hệ điều hành Android và iOS, dễ sử dụng, nhỏ nhẹ, thuận tiện mang ra ngoài làm việc. Bây giờ Nhung sẽ hướng dẫn mọi người tự cài đặt phần mềm trên iOS trước. Trên Android Nhung sẽ hướng dẫn mọi người trong video sau. Đối với hệ điều hành iOS, đặc biệt là những cái dòng điện thoại iPhone, mọi người lưu ý giúp em là từ iPhone 5 trở lên thì cài được, còn iPhone 4 trở xuống thì phiên bản quá cũ không cài được nha. Mọi người vào App Store và tìm kiếm FOBD, tải về. Và đây, kết quả là cái phần mềm có cái biểu tượng là dòng chữ FOBD màu đỏ phía trong cái đèn chữ X, ở dưới có chữ FK. Mình bấm tải về nha. Và sau khi tải về, mọi người cùng vào và khám phá giao diện chính của phần mềm nha. Và đây là giao diện làm việc chính của phần mềm FOBD. Nếu mọi người chưa quen dùng tiếng Anh thì chúng ta có thể đổi sang tiếng Việt bằng cách là vào cái setting cài đặt. Ở đây chúng ta có Usual Manual là hướng dẫn sử dụng, Language là ngôn ngữ, Unit là đơn vị, Information là thông tin, Upgrade là nâng cấp, và Data Playback có nghĩa là phát lại dữ liệu. Bây giờ chúng ta cài đặt tiếng Việt là vào setting, và chúng ta vào tiếng Việt là ok. Vậy là đã chuyển qua tiếng Việt. Và đây là những cái mục của FOBD. Thì đầu tiên là chẩn đoán OBD2, là viết tắt của Onboard Diagnostic, là chẩn đoán. Bây giờ chúng ta chưa kết nối được Bluetooth và chưa có xe, thì lát nữa Nhung sẽ làm kỹ mục này nha. Thứ hai là Reset bảo dưỡng. Thì đây là hỗ trợ anh em reset thủ công và tự động. Nhung thử tìm một dòng xe nha. Ví dụ như Toyota Camry 2010 chẳng hạn. Đây có rất là nhiều dòng xe. Nhung tìm Toyota. Đây, Toyota đây. Có rất nhiều dòng xe, đời xe của Toyota Camry ở đây nè, 2010. Nó hỗ trợ cho mình các cái bước reset đèn bảo dưỡng. Từ bước 1, nhấn công tắc engine hoặc là kiểm tra đọc thông số vân vân. Với những cái dòng xe hybrid xuống dưới, anh em có thể thấy ở đây có rất nhiều dòng xe nữa. Tiếp theo là cái mục HUD này giúp anh em có thể là phản chiếu cái đồng hồ tốc độ lên mặt kính của xe. Quá trình cài đặt và sử dụng phần mềm rất là đơn giản phải không nào? Nhung tin là ai cũng có thể làm được. Lưu ý là cài đặt phần mềm đúng như trên nha. Cách một khoảng thời gian sẽ có bản cập nhật phần mềm mới nhất tự động và miễn phí. Anh em nên cập nhật lên để có những cái tính năng mới nhất, những cái dòng xe và đời xe mới nhất. Ngoài ra, khi anh em đặt mua với cái thiết bị thì nên tìm hiểu kỹ để có những cái sản phẩm chính hãng từ nhà sản xuất FK bảo hành lên đến 12 tháng. Trong video sau, Nhung sẽ hướng dẫn mọi người cách để cài đặt phần mềm trên Android. Hy vọng video này sẽ giúp mọi người từ cài đặt được tìm hiểu và làm chủ công nghệ chẩn đoán. Một lần nữa, mình là Nhung. Xin chào và hẹn gặp lại!